Xin chào tất cả các bác đến với Kỳ Lân Luxury. Và ngày hôm nay, clip này em muốn giới thiệu đến tất cả các bác những siêu phẩm. Đây, bây giờ mình sẽ đi vào con điện thoại tấm tấm carbon trước. Veto Signature M, điểm vàng hộp phím, mỗi hộp phím là mỗi hộp vàng, mỗi con ốc là mỗi hộp vàng. Xong 88 Atel Line New, 88 Sophia Line New, Veto Canu Canu L, Veto Canu L dính 100% Line New. 67 lên vỏ gỗ, 88 Atel New Line New gì. 67 đen full box, 88 carbon rất nhiều. Và như vậy là video clip giới thiệu về vài chiếc điện thoại trước đi, vài chiếc điện thoại trong bộ sưu tập của Kỳ Lân Luxury đến đây là kết thúc. Các bác nào có nhu cầu mua bất kỳ những gì liên quan đến điện thoại đẳng cấp Luxury như là Veto, Mobido, Nokia 6700, 8800, Nokia 860, 8910, tất cả những sản phẩm Luxury, VIP điện thoại, tất cả những sản phẩm đồng hồ nổi tiếng như là Rolex, những bản gold, bản khối, những dòng sản phẩm thời trang nổi tiếng của tất cả thương hiệu, đặc biệt là xinh VIP và số đẹp, hãy liên hệ đến Kỳ Lân Luxury, truy cập vào Facebook Kỳ Lân Luxury, YouTube Kỳ Lân Luxury hoặc là website kylanluxury.com và đừng quên gọi số hotline 0901 247 247. Xin trân trọng tạm biệt, hẹn gặp lại quý khách ở Kỳ Lân Luxury trên online hoặc là tại showroom của Kỳ Lân Luxury.